Hello, xin chào cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà tại kênh Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship. Mọi người ơi, chắc là một tháng này mọi người không có thấy Hana ra video clip mới đúng không? Gần 2 tháng chứ không phải là một tháng mọi người không thấy Hana ra video clip mới đúng không? Bởi vì là Hana về Việt Nam ngày 10 tháng 6 đó, thì Hana chuẩn bị ở Việt Nam nay tháng mấy rồi và chuẩn bị đi ngược về ship thứ hai tuần này là ngày 24 tháng 7 thì Hana sẽ đi về ship cùng với khách hàng để khảo sát cái dự án ở thành phố Limassol. Thì cái chuyến đi lần này do là khách hàng không có quen với lại việc di chuyển sân bay quốc tế một mình nên là Hana sẽ hộ tống khách hàng. Ngày 24 này mình sẽ đi cùng khách hàng từ Việt Nam sang ship và sau đó thì là cái chuyến bay của mình chỉ có 13 tiếng 50 phút thôi, là tổng hành trình bay cả cái quá cảnh luôn á là 13 tiếng 50 phút đó. Thì 9:30 sáng ngày 24 mình bay và 19:40 tối ngày 24 mình sẽ tới đó, thì trong bay có mười mấy tiếng thôi, nửa ngày đó, nên là đi rất là nhanh. Thì tối ngày 24 thì mình sẽ đưa khách hàng đi ăn uống ở thành phố Limassol, sau đó thì về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày 25 thì sáng mình sẽ bắt đầu đi xem dự án và sau đó thì mình sẽ đi mở tài khoản ngân hàng ở ship cho khách hàng đó. Tất cả những cái hồ sơ giấy tờ mà để mở tài khoản ngân hàng mình đã chuẩn bị xong hết rồi, thì bây giờ chỉ có đi qua bên ship và mình sẽ tiến hành mở tài khoản ngân hàng cho khách hàng thôi. Và ngày 26 thì 8:00 tối ngày 26 mình mới bay về Việt Nam. Thì buổi sáng ngày 26 thì mình sẽ bắt đầu ký hợp đồng đặt cọc và tiến hành thủ tục đặt cọc tại công ty bất động sản ở bên ship đó. Thì những cái khoản tiền cọc nhỏ như vậy thì khách hàng có thể đặt cọc bằng cái Mastercard đó, là cà thẻ hoặc là trả bằng tiền mặt cũng được đó. Thì tối ngày 26 là khách hàng sẽ đi về Việt Nam và cũng như Hana đã nói là khách hàng không có quen di chuyển ở sân bay quốc tế một mình nên là ngày 26 thì Hana sẽ đưa khách hàng từ ship về Việt Nam, mình sẽ đi cùng khách hàng nguyên một cái hành trình này luôn, là từ Việt Nam qua ship và từ ship về Việt Nam trong vòng 3 ngày. Và đó là Hana sẽ ở lại Việt Nam thêm một tuần nữa và mình sẽ quay về bên đảo ship đó, mình sẽ bắt đầu cuộc sống bình thường. Thì tại sao mà về Việt Nam mọi người không thấy Hana có một cái video clip nào hết đúng không? Bởi vì cái kênh này là cái kênh YouTube Hana Nguyễn Cuộc Sống Tại Đảo Ship, thì Hana chỉ ưu tiên những cái video clip mà quay ở đảo ship và show cho mọi người xem, chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm sống và sinh sống ở đảo ship nó như thế nào, diễn ra như thế nào, hoặc là mua nhà mua đất ở ship và làm thủ tục giấy tờ ở ship thì nó sẽ như thế nào. Tất cả những câu hỏi liên quan về đảo ship thì sẽ Hana sẽ quay lên trên cái video clip và up lên trên YouTube. Còn mà về Việt Nam thì thật ra thì mình cũng muốn có một cái không gian riêng cho gia đình của mình, những cái gì mà nó cá nhân cho gia đình, bạn bè, người thân của mình thì mình sẽ không có quay và up lên trên YouTube để làm cái gì hết. Nên là thường là những cái chuyến về Việt Nam thì mình sẽ dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè và đi tiếp khách hàng thì mình sẽ không có quay, bởi vì những cái đó là những cái mà cá nhân đó, nên không cần thiết phải quay. Cái kênh này chỉ quay những cái cuộc sống ở bên ship đồ này kia thôi, liên quan tới ship thôi đó. Và tại sao ngày hôm nay có cái video clip này, bởi vì là có rất là nhiều cái câu hỏi mà khi mà Hana tư vấn về đảo ship thì mọi người hỏi Hana là Hana ơi, cái thường trú nhân ship thì có đi du lịch được châu Âu hay không đó. Thì nội dung của cái video clip ngày hôm nay là thường trú nhân ship có được đi du lịch châu Âu hay không nhé. Thì để trả lời cái câu hỏi này thì trước hết Hana sẽ cho mọi người xem cái thẻ thường trú nhân ship nó như thế nào. Thì mọi người á, lúc mà mình gặp những cái môi giới khác, những cái anh chị mà tư vấn về mua nhà để lấy thường trú nhân ship thì mọi người cứ nói thẻ xanh của ship, nhưng thực ra nó không phải là thẻ xanh mà nó gọi là một cái pink card, là một cái thẻ màu hồng đó. Thì một cái thẻ màu hồng như này nè là cái thường trú nhân ở ship đó. Thì khi mà mọi người đầu tư một cái bất động sản có giá trị tối thiểu là 300.000 euro cho gia đình hai thế hệ, là thế hệ vợ chồng đương đương chính và con của đương đương chính dưới 25 tuổi và chưa kết hôn, thì từ cái bắt đầu từ cái ngày mà mình nộp hồ sơ lên văn phòng chính phủ, mình thanh toán tiền 300.000 euro xong rồi mình nộp hồ sơ lên văn phòng chính phủ, đến cái ngày mà mình có được cái thẻ thường trú này thì nó sẽ rơi vào tầm 6 tháng đó. Thì bây giờ thì nó có khả năng là nó sẽ cao hơn 6 tháng đó mọi người, bởi vì bây giờ bên ship nó có nhiều cái sự thay đổi lắm, tại vì nó đang là một cái bước cuối cùng để đi gia nhập khối Schengen đó. Nhưng mà thực tế thì bây giờ ship nó vẫn chưa nằm trong khối Schengen nha, chỉ là bước cuối cùng xét duyệt xong rồi, bước cuối cùng thôi chứ nó chưa nằm trong khối Schengen. Thì đây là cái thường trú nhân ship. Thường trú nhân ship này, cái công dụng của cái thường trú nhân ship này là mình được sinh sống nè, học tập nè ở ship. Và khi mà mình đi từ Việt Nam sang ship thì mình không cần phải xin visa nữa, thì là cái này là sử dụng để mà di chuyển từ Việt Nam sang ship, không cần phải xin visa và sinh sống và học tập ở ship đó, như là một cái người ship đó. Nhưng mà để mà trở về với câu hỏi là có cái thường trú nhân này thì mình có đi du lịch châu Âu được hay không, bởi vì ship là một cái thành viên của Liên minh châu Âu mà, thì không, câu trả lời là không nha mọi người, bởi vì ship nó chưa gia nhập khối Schengen nên là mình sở hữu cái thường trú nhân ship này nhưng mà mình vẫn còn
sở hữu, mình chỉ có sở hữu thường trú dân xíu thôi, mình quốc tịch của mình, hộ chiếu của mình vẫn là hộ chiếu Việt Nam, nên là khi mà mình di chuyển ở sân bay á, thì người ta sẽ sử dụng bằng hộ chiếu, nên là hộ chiếu Việt Nam của mình thì nó vẫn còn giới hạn, nên là mình không có thể nào mà tự do đi du lịch trong khối châu Âu được hết nha mọi người. Khi nào mọi người có hộ chiếu ship, quốc tịch ship á, thì mọi người sẽ tự do đi trong khối châu Âu. Thì vậy thì thường trú nhân ship muốn đi du lịch ở khối châu Âu thì phải làm sao? Thì mình phải xin visa. Thì có dễ xin visa hay không thì hôm nay Hana sẽ cho mọi người biết, bởi vì Hana đã xin thành công visa đi du lịch Pháp, và Pháp là một cái nước trong khối Schengen. Thì khi mà mọi người có visa Pháp rồi thì mọi người sẽ bay đến Pháp, và sau đó mọi người sẽ bay những cái nước mà trong khối Schengen hoặc là trong khối Liên minh châu Âu là ok, thì Hana sẽ tập hợp cái visa Pháp cho mọi người xem nha. Đây mọi là Hana vừa mà còn nữa thì mọi người hỏi là vậy thì khi mà mình sở hữu cái thường trú nhân ship này, mình muốn xin visa thì mình xin ở ship hay là mình xin ở Việt Nam? Mọi người xin ở ship cũng được mà xin ở Việt Nam cũng được luôn nha mọi người. Đó, thì mình vẫn là công dân Việt Nam, hộ chiếu mình vẫn là hộ chiếu Việt Nam. Đó, thì mình có thường trú nhân của ship mà mình được quyền sinh sống ở ship, thì ở ship mình cũng có thể xin, thì mình đi lên lãnh sự quán của cái nước mà mình muốn xin đó, thì mình sẽ lên xin ở trên đó, hoặc là khi mình ở Việt Nam thì mình cũng sẽ lên lãnh sự quán ở cái Pháp hay là Ý hay là nước nào đó mình muốn xin đó, thì mình sẽ làm hồ sơ để mình xin. Thì xét duyệt thì cũng ok, cũng dễ chứ không đến nỗi khó đâu nha mọi người. Thì mọi người muốn biết thông tin như thế nào thì mọi người cứ liên hệ Hana, thì Hana sẽ tư vấn cho mọi người nha. Đó, và đây bây giờ mình vừa mới lấy được cái hộ chiếu của mình ở lãnh sự về, chưa bóc đâu, bây giờ mình sẽ bóc cho mọi người xem nha. Thật ra thì nó nằm trong cái bao thư đó, là mình đó thì công việc rất là nhiều, nên là mình nhờ một cái bạn lấy giùm mình. Thì khi bạn lấy thì bạn nó phải gỡ ra, bạn gỡ ra rồi bạn nó gửi Grab qua nhà của mình giùm, nên là bây giờ mình vừa mới nhận từ Grab, nên là bây giờ mình sẽ inbox cho mọi người xem cái thường cái hộ chiếu của mình xin visa, xin visa Pháp thì nó sẽ là như thế nào. Thì mình xin visa Pháp trong vòng đúng gần 1 tháng mọi người. Mình nộp hồ sơ xin visa ngày 22 tháng 6, và hôm nay là ngày 19 tháng 7, là mình có được thì cũng gần 1 tháng. Thì đây là cái thẻ vàng này á, là thẻ vàng mà mình đã đậu hồ sơ visa, đậu hồ sơ visa. Còn nếu mà thẻ trắng á, là mọi người đã rớt hồ sơ rồi đó. Thì trong vòng 1 tháng, gần 1 tháng, thì Hana đã xin được visa Schengen nha mọi người. Và đặc biệt một điều á, là Hana là lần đầu tiên xin visa Schengen, xin visa châu Âu, nhưng mà Hana được luôn cả xin cấp cho mình là beauty luôn mọi người, là thời hạn 1 năm, và mình sẽ đi du lịch 3 tháng ở khối châu Âu luôn. Đó, đây là hình của Hana nè, đây mọi người thấy không? Đó là Hana xin ở Việt Nam nha. Đợt này Hana ở về Việt Nam công tác, nên là Hana xin visa ở Việt Nam luôn. Đó, thì Hana chỉ cần nộp cái thường trú nhân này và một số cái giấy tờ cá nhân của mình để chứng minh mình sở hữu cái này cái kia đó, thì mình sẽ xin được. Và lần đầu tiên luôn là mình xin được visa, lần đầu tiên mình xin visa Schengen, lần đầu tiên mình xin visa đi nước châu Âu luôn. Và nhờ có cái thường trú này nên là mình đã được visa beauty, là thời hạn là 1 năm luôn đó mọi người. Đó, thì đây trong uổng công chờ đợi của Hana đó. Thì đó là cái câu hỏi mà mọi người hay hỏi Hana, là cái thường trú nhân ship á, khi mình có thường trú nhân thì mình sẽ được những cái quyền lợi gì ở bên ship, và mình có được đi du lịch các nước châu Âu hay không. Và thì đây là câu trả lời thường, mình Hana sẽ trả lời một lần nữa cho anh chị hiểu nha. Khi mình mua nhà thì mình sẽ được sở hữu thường trú nhân ship. Thường trú nhân ship á, thì mình sẽ được những cái đặc quyền như là học tập nè miễn phí, học và học trường công miễn phí, sẽ từ từ lớp 1 đến lớp 12 là mình sẽ học tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ chính là tiếng Hy Lạp đơn. Tuy nhiên là cũng có dạy tiếng Anh nữa, bởi vì 90% dân số ở ship là nói được tiếng Anh hết rồi. Và ngày xưa ship là thuộc địa của nước Anh nữa, nên là tất cả những cái ngành giáo dục rồi này kia thì nó cũng thiên một phần về về tiếng Anh, về nước Anh đó, về chương trình giáo dục của Anh. Đó đó là cái về cái học, cái chương trình học. Còn nếu mà mọi người học trường tư, là học trường quốc tế International, thì mọi người sẽ phải đóng tiền, và cái mức đóng tiền nó sẽ rất là thấp so với lại cái học trường quốc tế ở Việt Nam. Thì nó sẽ có từng cái cấp bậc khác nhau, ví dụ như là mẫu giáo lớp 1, cấp 1, cấp 2, cấp 3 nó sẽ khác nhau như thế nào. Nó thì nó sẽ có giá dao động từ 2.000 cho đến 10.000 euro, maximum 10.000 euro. Thì theo như Hana được biết, cái 10.000 euro thì cái trường học mà đại học ở ở bên ship, cái trường mắc nhất ấy, là 10.000 euro 1 năm đó, chứ mà không phải là 1 tháng hay là 1 tiền như mọi người, là 1 năm đó. Và nói về cái y tế thì mọi người, khi mà mọi người sở hữu cái thẻ thường trú nhân này thì mọi người sẽ được gia nhập cái y tế công, là tự nhiên quên ngang cái y tế công đó là cái gì ta, y tế công của ship,
Tự nhiên bữa giờ về Việt Nam cái nói tiếng Việt xong cái mình lại không nhớ tiếng Anh nữa luôn mọi người đó. GESI, y tế công ở bên Sip gọi là GESI đó. Thì mình sẽ được gia nhập GESI thì mình sẽ có bác sĩ riêng, mình sẽ được thăm khám bệnh miễn phí, và những cái toa thuốc đó thì mình sẽ được giảm giá, mình sẽ được mua với cái giá là thấp nhất luôn đó. Thì mình sẽ không cần phải đóng tiền gì hết. Những cái người mà giống như quốc tịch Sip đó, người ta đi làm hợp pháp ở Sip rồi này kia, thì người ta sẽ bắt mỗi một cái năm mà đóng thuế thu nhập cá nhân của người ta thì người ta phải đóng là 2,65% cho tổng cái tiền thu nhập của người ta cho cái việc học hành, cầu đường, quân sự, y tế rồi các thứ. Còn mình là thường trú nhân thì mình sẽ không cần phải đóng cái tiền đó mỗi năm đâu đó. Thì thường trú nhân là được nè, đi lại ship, đi lại từ Việt Nam với ship tự do nè, học là trường công miễn phí nè, y tế công, y tế GESI miễn phí luôn nè đó. Vậy thôi. Còn việc tại vì do là mình vẫn sở hữu hộ chiếu Việt Nam nên là khi mình đi du lịch những cái nước trong khối châu Âu thì mình buộc là phải xin visa, nhưng mà khi mình có sở hữu cái thường trú này rồi thì mình xin visa rất là dễ đó. Nói là việc thật người thật chứ không có phải tư vấn giống như những cái người khác là nó là như vậy như vậy như vậy, là đó là theo cái lý thuyết thôi đó. Còn Hana khi mà đã tư vấn cái gì, tại sao mà trước đây Hana chưa bao giờ tư vấn về cái là thường trú nhân xíp, tại vì cái video clip này chắc là khoảng video clip khoảng 500 của Hana, là thứ 500 của Hana rồi, nhưng mà những cái video clip trước đó là Hana không có nói sâu về cái vấn đề này, bởi vì là mình muốn tự mình làm, mình trải nghiệm trước cho mọi người, sau đó là mình sẽ lên video clip để chia sẻ về người thật việc thật cho mọi người đó. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi hết những cái video clip của Hana, và Hana muốn thông báo với mọi người là kênh của Hana đã chính thức được nhận nút bạc rồi. Thì mình sẽ chờ một cái dịp đặc biệt nào đó để mình sẽ cùng với mọi người đập hợp cái nút bạc đó để ăn mừng cùng với nhau nha. Và bây giờ thì Hana xin kết thúc cái video clip này ở đây. Thì anh chị nào mà đang có nhu cầu mà muốn mua nhà sở hữu bất động sản ở Sip và có được thường trú nhân ở Sip, hoặc là anh chị nào muốn sang khảo sát ở Sip thì mọi người cũng có thể nhắn tin về cho Hana ở trên cái thông tin này, thì Hana sẽ tư vấn cho cả nhà nha. Thì bây giờ thì Hana xin kết thúc cái video clip này ở đây. Tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở những cái video clip tiếp theo nha. Bye bye.